Đúng chưa? Vâng vậy rồi, đúng rồi. Vào. Lâu không đi nhậu ở Hà Nội, hôm nay hai người em của mình là Cha và Chọc dẫn mình tới quán nhỏ tại 31 Láng Hạ, cũng phải giật mình đấy anh em ạ. Nói gì thì nói, tôi cũng là tín đồ của bia, trước khi đi diễn luôn làm chai bia cho hứng khởi. Đặc biệt Quân Ca thường uống hãng Budweiser với màu đỏ thương hiệu như outfit của anh em chúng tôi đây. Quán nhỏ thì có tới chục cơ sở rồi, cơ sở nào cũng rộng rãi, decor độc đáo, tha hồ check-in nên anh em ở đâu xa cũng không lo nhá. Các món ăn có salad bưởi tôm thịt này, bạch tuộc sốt Thái này, sườn bê nướng trao này, lẩu khô, menu đồ ăn đa dạng, giá sinh viên phù hợp vừa ăn vừa chơi mà không lo cháy túi. Mà bật mí này, quán nhỏ ăn chơi xuyên đêm đến 5 giờ sáng anh em ơi. Anh em ba sàn á, ghim ngay vào nhá. Đi nhậu mà uống bia ấy thì cứ Budweiser mà chiến. Và đặc biệt ngày 26 tháng 1 này, quán nhỏ sẽ khai trương thêm chi nhánh mới ở khu vực Tây Hồ, mà nghe nói to hơn cả khu vực Láng Hạ này luôn anh em ạ. Anh em Tây Hồ VIP rồi. Hỏng hết cả loa rồi. Mọc, lại nha. Quân Ca, Cha, Mọc, anh đi vào quán nhỏ Budweiser.